Các bạn biết gì chưa? Ở Tinh Học Ngôi Sao đang có chương trình vệ sinh PC, laptop miễn phí mà lại còn có cơ hội nhận voucher lên tới 300 ngàn lần đó. Hãy cùng mình tìm hiểu về chương trình Hot Hòn Hòn này nha. Và tôi đã bắt được một bạn kỹ thuật ở đây. Hello bạn. Chào bạn. Thì mình nghe nói là Tinh Học Ngôi Sao mình đang có chương trình là vệ sinh laptop PC miễn phí. Thì bạn có thể cho mình một chút xíu về những cái gọi là những cái bước hoặc là những cái quy trình vệ sinh bên mình để cho các bạn khán giả cũng như mình có thể an tâm khi mình gửi gắm máy tới Tinh Học Ngôi Sao được không? Thì chào bạn, thì hôm nay Tinh Học Ngôi Sao cũng có chương trình là vệ sinh laptop và PC miễn phí ha. Thì bên mình sẽ có gọi là 5 bước. Bước thứ nhất là bên mình sẽ kiểm tra ngoại hình máy của khách hàng trước. Rồi, bước thứ hai là bên mình sẽ là cho khách hàng ký một cái biên nhận máy ha. Biên nhận máy sẽ gồm bao hàng, ở đây là cái cam kết giữa khách hàng và Tinh Học Ngôi Sao. Bước thứ ba là bên mình sẽ tháo từng các linh kiện của PC ra. Thứ nhất là bên mình sẽ tra lại keo, thứ hai là bên mình sẽ vệ sinh từng linh kiện của PC. Bước thứ tư á, bên mình sẽ kiểm tra lại tất cả linh kiện cho khách hàng là nhận đầy đủ ổ cứng hay các phần mềm hoặc phần cứng. Và bước thứ năm cuối cùng là bên mình sẽ hoàn trả lại máy cho khách hàng. Vệ sinh laptop PC luôn là những cái mối quan tâm hàng đầu của khách hàng. Hiểu được điều đó cho nên là Tinh Học Ngôi Sao đã cho ra chương trình vệ sinh laptop PC miễn phí. Và sau khi tìm hiểu về quy trình vệ sinh laptop PC ở bên Tinh Học Ngôi Sao thì các bạn thấy sao nè, có uy tín chưa? Quá là uy tín luôn đúng không? Và khi các bạn đến đây vệ sinh laptop PC thì các bạn còn có cơ hội nhận voucher 100.000 cho đơn hàng 1 triệu, 200.000 dành cho đơn hàng 2 triệu và 300.000 dành cho đơn hàng 5 triệu nữa đó. Nhanh chân đến đây vệ sinh laptop PC đi nào.